Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An và ban tổ chức hội thảo khoa học Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển. Phong trào thi đua phải ưu tiên lựa chọn những việc vì nhân dân, đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xót xa dưa lưới công nghệ cao bị hư thối hàng loạt sau trận lụt lịch sử. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa họp ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An và ban tổ chức hội thảo khoa học Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển. Các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vị trí vai trò những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước giữ nước và xây dựng đất nước. Các hoạt động kỷ niệm gồm cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển, triển lãm những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong mộc bản triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới, triển lãm ảnh Nghệ An hội nhập và phát triển, cuộc thi bút ký phóng sự 990 năm đất và người Nghệ An, hội thảo Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển, lễ kỷ niệm 990 năm và đón bằng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn. Theo kế hoạch, chương trình lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An sẽ được tổ chức tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh vào tối ngày 30 tháng 11 năm 2020. Chương trình có sự tham gia của hơn 800 đại biểu khách mời. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An là một sự kiện hết sức quan trọng. Các hoạt động phải tạo được khí thế phấn khởi, tạo sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Riêng chương trình lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thể hiện bản sắc văn hóa Nghệ An, công tác tổ chức phải đảm bảo chu đáo, an toàn, hiệu quả. Phong trào thi đua phải ưu tiên lựa chọn những việc vì nhân dân, đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, theo đó đánh giá tại hội nghị trong năm 2020, các đơn vị trong khối đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong năm, các thành viên trong khối đã chủ động triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đảm bảo thiết thực hiệu quả như chương trình hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở, ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt v.v. Về nhiệm vụ trọng tâm thi đua của khối trong năm 2021, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định cũng như các chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả thực chất. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những việc vì nhân dân để làm có chất lượng. Dịp này, các địa phương trong toàn tỉnh đang rộn ràng vui ngày hội đại đoàn kết. Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa đến chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con bản Hủy Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Hủy Khe là bản biên giới có 100% đồng bào dân tộc Mông. Trong năm qua, bản đã có 31 hộ thoát nghèo, đời sống tinh thần được nâng lên. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì hoạt động thường xuyên, tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn đã trao nhiều phần quà thiết thực cho nhân dân bản Hủy Khe. Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Na Lướm, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được thời gian qua của bản, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới cần đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập và đời sống văn hóa của nhân dân, phấn đấu không có tệ nạn xã hội, trẻ em phải được đến trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng bản phát triển bền vững. Nhân dịp này, đoàn đã trao quà lưu niệm cho bản Na Lướm và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao tặng 100 chiếc ghế trị giá 30 triệu đồng, phục vụ sinh hoạt tại nhà cộng đồng của bản. Chia sẻ với nông dân Nghệ An bị ngập lụt do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã trao hỗ trợ số tiền và hiện vật trị giá 188 triệu đồng.
Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng gửi lời cảm ơn tinh thần tương thân tương ái, chính nghĩa chí tình của cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, đồng thời hứa sẽ chuyển những món quà hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, khác với các mô hình nông nghiệp truyền thống, sản phẩm dưa lưới trồng trong nhà màng được đầu tư với kinh phí lớn, dày công chăm sóc. Tuy vậy, sau trận mưa lũ vừa qua, nhiều nhà màng trên địa bàn tỉnh đã bị ngập nặng, sản phẩm dưa lưới công nghệ cao bị hư thối. Đây là hình ảnh được quay tại hệ thống nhà màng có tổng diện tích trên 3.000 m2 của anh Nguyễn Quang Hiếu ở xóm 3 xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Đầu tư gần 1 tỷ đồng và gửi gắm rất nhiều hy vọng phát triển vào những nhà màng dưa lưới này. Song hiện tại, thay vì niềm vui thu hoạch, anh đã đành phải ngậm ngùi nhổ bỏ. Vụ dưa lưới năm nay dự tính sẽ bán vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng sau trận mưa lụt do hoàn lưu bão số 9 vừa qua, gần 4.000 quả đã bị hư thối. Nếu trung bình, theo giá thị trường 45.000 đồng 1kg thì thiệt hại trên 200 triệu đồng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với nhiều nhà màng khác trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, v.v. Xót xa, lo lắng, nhất là khi hầu hết vốn liếng đầu tư vào các nhà màng công nghệ cao này đều là tiền vay mượn. Sốc lại tinh thần, hiện người dân đang tích cực dọn dẹp, tiêu thoát nước, khử phèn chua với kỳ vọng làm lại vụ dưa mới. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quan trọng với những người làm báo Đảng Nghệ An đó là kỷ niệm 59 năm ngày thành lập báo Nghệ An và trao giải cuộc thi ảnh báo chí video clip Khoảnh khắc vàng lần thứ 9 năm 2020. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Tổng biên tập báo Nghệ An, các đồng chí trong ban biên tập và cán bộ phóng viên, nhân viên tòa soạn và các tác giả có tác phẩm đạt giải. Trước buổi gặp mặt, các đồng chí trong ban biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Nghệ An đã tổ chức dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng truyền thống của báo. Dịp này, báo Nghệ An cũng đã khen thưởng cho các phóng viên đạt giải báo chí do các bộ, ngành trung ương tổ chức. Cách đây 59 năm, vào tháng 3 năm 1961, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 7 đã có quyết nghị thành lập báo Nhân dân Nghệ An. Tiếp đó, ngày 10 tháng 11 năm 1961, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ra nghị quyết số 175 thành lập tòa soạn báo Nhân dân Nghệ An, chuẩn y danh sách cán bộ, biên tập, phóng viên, chỉ định đồng chí Nguyễn Kim Ban, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn kiêm chủ nhiệm báo và đồng chí Nguyễn Hường làm chủ bút. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các thế hệ cán bộ phóng viên báo Nghệ An vẫn luôn phát huy truyền thống là lá cờ được sinh ra và lớn lên trên chiếc nôi báo chí cách mạng. Làm tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân Nghệ An. Trong đó nổi bật là giai đoạn 2011-2020, báo đã tập trung đổi mới toàn diện từ công tác điều hành, bố trí, sắp xếp đội ngũ, dây chuyền làm báo đến cơ chế quản lý, đầu tư trang thiết bị, kết hợp áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến mặt báo, nâng cao chất lượng và số lượng các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Báo Nghệ An hiện nay được đánh giá là một trong ba tờ báo phát triển mạnh hàng đầu trong 63 tờ báo Đảng địa phương và đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ thành quả của 59 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ phóng viên, nhân viên nguyện xứng đáng với danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Dịp này, báo Nghệ An đã trao giải Khoảnh khắc vàng cho 8 tác phẩm ảnh, 2 video clip trên 852 tác phẩm dự thi và phát động cuộc thi Khoảnh khắc vàng báo Nghệ An năm 2021. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.